hồ này. Đến trưa về nha. À, chịu. Dính chưa? Cạn bên đây có ăn không? Nó ăn không có mạnh gì đâu. Đã một phút trôi qua. Thử coi. Cái gì vậy? Bự không? Hả? Trời ơi, cô. Biển nhỏ xíu. Có cái rộng không? Xong lấy theo cái rộng lên. Lên. Xong lấy theo cái rộng lên lên. Nghĩ sao? Nghĩ sao? Nghĩ sao chùm lử này dính cái cô biển trời. Nó móc đâu, móc họng, móc ngang, móc hốc gì vậy? Cái gì đằng này, nó đã có cái lỗ. Vì cha. Ê ta ta ta. Ăn mới ta 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 ta. Nghe cái bụng ra. Méo tinh luôn, méo tinh luôn á. Méo tinh luôn á. Tra nè, thiệt. Ô, tra rồi, dính tra rồi. Lễ ơi. Tra thiệt á. Cái dèo nó vàng nữa à. Tra. Dèo dèo nó lên đây. Dèo nó đi. Kìm nè, đồ. Dèo nó, dèo nó. Để tổ đại. Ơi. Đồng đồng. Cà phê gì vậy? Ta. Tổ đại anh em mình. Tổ đại anh em mình rồi. Dương Linh của Trần. Trả lời không? Trả luôn chứ này dính con này tới tiếp luôn, tiếp ngoài vậy. Sao bé vậy? 2 ký không? Đây, chụp mới hình đây. Điện thoại nha anh em. Chụp mới hình đây. Ừ, bữa nay có lễ tấu đại. Tấu đại, nó rồi. Là đi. Nào giờ có đâu. Là đây. Công tác trọng cám hả? Không. Cám này cám gì? Cám gì chồng? Cám chim Hà Lan anh em. Cám chim Hà Lan hả? Câu cái gì? Câu cá rô phi nha. Tự câu cái trống vậy nó lắc sao coi được. Điên đi. Có 2 cây đó. Ở nhà 1 cây mà đâu, ở nhà mấy cây nữa đâu đem theo đâu. Cái gì? Câu rô phi nha. Cái đó là cá gì? Hà Lan không hả? Hà Lan 10 ly. Cắm trứng. Vậy câu được rồi đó hả? Này xã, này câu được rồi. Cái gian thằng bữa quýnh luôn, nó vô xuống đòi lên không. Đó, vô xuống lại rồi đó. Cái gì vậy? Chú biết không? Biết sao không? Rồi biển hả? Rồi biển hả? Rồi biển rồi biển rồi. Đã không? Bùng rồi. Đừng có gỡ cá lâu rồi ơi. Thầy đang review mà. Hỏi lẽ là review là mình từ từ mới gỡ đúng không anh? Đúng rồi. Cái cá bên con râu. Từ từ hết gỡ. Con gặp râu luôn rồi. Cá
Ê, cái gì vậy? Giống mấy mày dảnh gì? Ừ. Đây có cái mèo mà. Lên hầu nhập. Bự bự. À, hai ông câu mà tới 40 giám khảo coi. Đứng gỡ cá cho cậu. Review nè. Làm đi hoài vậy? Thôi gỡ đi. Cái gì kỳ vậy Lên? Quéo không hỏi luôn kìa. Hai thằng ngồi cái bên câu chung mồi đó nha. Làm làm gì cho coi được chút nha. Nè, coi tôi lấy cần ra nè. Coi cho lấy cần ra nè. Quá. À, tới ba thằng nè. Ba mày làm đi, tao gỡ cá cho. Anh lễ coi thằng kia đem ra cũng có em câu rồi. Chưa biết nha. Quen rồi, chính là quen rồi. À giờ ngoài căn phao là đá nữa, còn biển chứ. Vậy thôi khỏi. Khỏi ơi. Tôi cần với ra không nhầm, không lông như chú đâu. Anh nói gì chứ, anh có con chó gì nhà vậy. Ở ta. Vậy. Em đang có mặt tại hầm huyện đội Đức Huệ. Đây hiện tại có 3 cần thủ đang giật cá gô phi. Câu 3 cần, câu cá cha. Đã cần câu cá cha được một em. Đây. Hai cần thủ, ba cần thủ giật cá gô phi. Chưa dính gô phi nào hết. Dính được ba con gô biển. Hầm Quyên Đội Long An. Này, cái bill rất là ok. Giật quá trời giật mà không biết có con nào không. Sao vậy? Chùm nhau này nha. Trên. Để cặn lên đánh chùm nhau này nha. Đánh quấn 6-3. Ngon gì? Ờ cái mép này mấy mép ru biển nè. Đã thả đâu chị? Mình cho không biết không biết để trong máy là gì. Ủa con mồi đâu đây? Cá nhất lên tàu chị.